Mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái clip nữa cho vui ha. Cũng vào dịp cuối tuần mình có về quê á, thì hôm nay mình cũng phụ giúp gia đình mình cũng tổng vệ sinh các cái nào là cửa sổ, cửa kính. Sàn nhà đồ các kiểu cô chú anh chị ơi. Tết cũng cận kề rồi thì mình cũng đi làm xa nên không có ở nhà thường xuyên, nên lâu lâu về là phụ cha mẹ tổng vệ sinh một lần. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem clip cho vui ha. Rồi chiều lại là mẹ mình sẽ đãi những món ăn ngon cho gia đình, rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức luôn ha. Quay cá mập dọn nhà. Cá mập lau chùi các kiểu đồ lau kiến thấy muộn. Sáng giờ tổng vệ sinh các kiểu rồi cũng đuối đuối rồi cô chú anh chị ơi. Dọn một tăng trong nhà, sau đó là ra ngoài sân tổng vệ sinh một vòng ở ngoài sàn ngoài sân luôn nè cô chú anh chị, tổng vệ sinh vòng nhà luôn. Vòng vòng nhà mình, cha mình trồng hoa kiển cây cảnh rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị. Nào là dạng lộc, rồi lưỡi hổ, rồi hoa lan các kiểu quá trời luôn. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem hoa nè. Ngắm hoa xong là bắt đầu tổ chức ăn uống nha cô chú anh chị. Bây giờ là xúm lại cuốn gỏi cuốn ha. Cái gì tài cuốn cái gì vậy? Ổn luôn. Cái gì lên nó cuốn gì còn hơn rồi đấy. Chuyên nghiệp mà. Chuyên mà, chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp cuốn rồi cuốn. Mấy ngày nữa thôi. Là tụi hai đứa cho tụi cũng chuyên nghiệp ăn cái này rồi. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Dạ. Ở tỉnh con với mẹ con với ba hai ăn á là mạnh ai lấy cuốn. Cứ để chứ không có cuốn dày. Xong rồi ăn là cuốn rồi chấm liền luôn. Hỏi mắt ông cuốn sẵn. Không có cuốn xong rồi em. Thôi con Tư đừng ăn con. Thư nó cười chiếm chiếm. Tự nhiên cái bà Sáu nó đừng ăn con. Ủa người ta không ăn mà người ta cầm thôi. Tự nhiên bà Sáu kêu đừng ăn đủ cái tụt cống suốt liền. Gì vậy ba con luôn vậy. Sao đủ đâu ba con. Trời nó có nhiêu ăn nhiêu vậy ơi. Trời nhiều lắm mẹ ơi. Ba con bự hết rồi đó. Thiệt chứ bộ. Có đủ đâu ba con xịu nè. Đủ lấy. Có nào để ăn lại không? Thư ăn bánh đi con, đừng ăn kẹo. Nè. Không có kẹo nữa. Hai ba thước kẹo. Ừ. Trời ba coi. Cho kẹo mà bỏ túi quần mới chịu á. Nhiều lại đi. Nghe chú thằng Minh ăn kẹo. Rồi. Trời ơi kìa, chưa kêu tên mình lấy gì ăn bánh kìa ông hai. Không có cho nó này. Nó này không có cưng được.
Phải không? Ta đi học, ta mới đợi cô kêu tên nè. Đúng rồi. Không có ăn kẹo, thằng nhỏ này là ăn bánh không à. Thằng nhỏ này không có ăn kẹo. Nhỏ này bị bệnh. Hè dài quá, ta nhắc lòng hai nhét vô. Ừ. Quay một vòng cuốn gọi cuốn rồi, bây giờ bắt đầu mình vào bếp phụ mẹ mình làm thịt mấy em gà. Đây nồi cháo, đây nồi cháo gà. Đây là gỏi bắp chuối nha. Mẹ mình trộn sẵn. Cũng xong hết rồi, bây giờ chứ việc mình xé gà nha. Đó. Những em gà vàng ươm luôn nè cô chú anh chị ơi, mình xé ra những miếng vừa ăn để mà mình trộn gỏi ha. Xé gà cũng xong, bây giờ mình cho hết vào cái thau gỏi ha, để mà mình trộn cho cái gà của mình nó thấm nè. Hôm nay là gỏi này là gỏi gà trộn với hoa chuối nha cô chú anh chị. Trộn đều lên nè, wow, nhìn miếng gà rất là ngon luôn. Rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ bắt đầu sang tới nồi cháo. Đây là nấm rơm để mà mình xào xong là mình cho vào trong cái nồi cháo ha. Rồi mẹ mình cũng xào phần nấm rơm xong cho vào cháo luôn. Thì cho cái hành phi vô nè. Wow, nồi cháo rất là thơm luôn. Giờ cũng là chiều chật vật rồi, 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi đó cô chú anh chị. Nên nó hơi tối ha. Rồi bây giờ cho luôn cái phần hành lá vô. Đó, rất là ngon luôn. Nồi cháo rất là tuyệt vời. Bây giờ cứ việc là múc ra dọn thưởng thức thôi. Mời cả nhà nha. Cắt nữa nè, cắt nồi giúp vô. Để con phần cháo. Để bên kia trong nhỏ chưa? Dạ, được cái má đó. Chưa đồ hộng. Như kìa, như kìa. Đang bà sáu nè. Quay nhẹ nhẹ thôi. Rồi mời cả nhà thưởng thức gỏi gà, cháo gà. Đó, rất là ngon luôn. À, không múc tô nữa cô chú anh chị ơi. Giờ quất nguyên cái thau lên luôn. Ai ăn nhiều thì múc nhiều. Đó, gỏi cuốn chấm với lại tương ha. Rồi hôm nay có bà nội mình vô chơi nữa, rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa ăn gia đình với lại nhà Linh Nguyễn nha. Như Khánh. Để đi nội, để nội nói cái việc ăn đi. Nè. Bà Sáu. Bà Sáu cười. Đây nội. Rồi bye bye. Thế là mình đã về quê xong một ngày rồi. Bây giờ là đến ngày chủ nhật. Bắt đầu mình ra mình đi vòng vòng. Mình quay hoa kiểng cây cảnh. Mình hái trái cây ha cô chú anh chị. Ở đây nhà mình có đu đủ nè ha. Mẹ mình hái đu đủ cho
tụi mình để mà đem lên Sài Gòn nè cô chú anh chị. Cây nhà lá vườn mà có gì dùng nấy ha. Mời cô chú anh chị và các bạn đi vòng vòng hái trái cây với lại nhà Linh Nguyễn nha. Hái đu đủ xuyên qua hoa luôn nè cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Hái xong phần đu đủ, bây giờ bắt đầu sang qua hái ổi ha. Đi ngồi vô lại. Đi nhau. Bộ đồ có gì gì đi ạ? Cái mất đi gì vậy? Cái mất là muốn chín rồi nè. Cái mất là muốn chín rồi nè. Ôi dồi, cái mất là muốn biết nha. Ôi trời ơi, sạch máu nè. Đó. Đây. Kệ cao quá trời. Đó. Nhưng cái gỗ này chắc đựng cũng đủ. Nó cứ đó là làm mứt ổi đi. Đó bây giờ mình thấy người ta lại nhỏ này. Ở trên này hai trái đậu nước rồi kìa. Đó. Hai trái lên đây đậu nước rồi kìa. Hư rồi. Hư rồi. Hư rồi. Trời, cái gì có mấy trái rồi kìa dữ rồi. Tày gỗ rồi. Cái trời ơi kìa, hồi ôi cái cặp đó mới đã mẹ. Nè. Đưa con mượn mẹ. Cái tái này mà nó bu dưới nó quen bỏ. Giơ lên coi. Trời ơi con nè, một cặp con nè. Tà bá lửa luôn. Đột rồi. Tiếng nó đột vô lại. Nhông. Trời ơi, tàu bá lửa luôn. Nè, thiếu nữ cầm ổi. Cái gì thôn nữ hái mè hả? Giờ là thôn nữ hái ổi. Đây thôn nữ bưng ổi. Còn thôn nữ kia hái ổi kìa. Thôn nữ cắt ổi. Đó, thôn nữ dơ ổi. Bóp cái tới mè tới cái thôn nữ đi hái mè đi. Ừ, đó. Hái bự rồi đó. Nhiều rồi đó, hái ít thôi. Ừ, đúng rồi. Cái tắc này rô lan quá trời. Nay không có hái rô lan. Hái không? Thôi mình biến hái rồi. Hái cho. Thôi. Ăn chắc mà. Ăn không biết gì mà cạnh như không hái được cái gì. Cái gì mà hỏi được. Cái này có hỏi chết rồi nè. Anh này cho tắc mệt. Được rồi, hái rồi. Quê hương là chùm khế ngọt. Rồi hai trái luôn rồi. Hai trái khế à. Trời ơi con gỗ luôn nè. Rồi đi sang xích tới lần đây. Nhiều trái cây lắm cô chú anh chị. Đó khế chín đỏ luôn nè. Chín đỏ gì chứ có ai ăn đâu. Khí ngọt đó cô chú anh chị. Nhà mình có cây cao kiển nè. Nó chín đỏ luôn. Cây cốc nữa. Wow, trái nè. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ bắt đầu lột những cái bao ổi ra nè. Để có mất cái gì ấy mà không còn cưới nữa. Có cái nữa rồi, chín nữa rồi. Ừ.
nè, nữ hoàng của các loại ổi nè. Ổi này ổi nữ hoàng mà. Đó. Nữ hoàng. Đây là ngon nhất. Phải ha. Để cho tới mức rồi anh. Để mẹ tạo nha. Ăn mà ngày nào cũng ăn ổi là tốt không đó. Tiểu đường họ hay cũng hay ăn ổi lắm á. Mày cũng xứng đáng lắm nè. Mày ngưỡng tay ăn ngủ. Vô rửa đi rồi chị. Ừ, hồi trẻ thử quá. Để đi vô rửa. Người đang làm bán tới 30.000 ký. Rửa đi, rửa đi rồi nước. Rồi mẹ mình rửa ổi nè. Wow. Giòn gụm rất là ngon luôn. Ăn bim nó cũng tham gia ăn ổi luôn kìa. Giòn gụm luôn á. Ngon lắm bé. Không có ấy nha. Không có ruột luôn ha. Đúng là ổi nữ hoàng thiệt một ngày luôn. Ha. Miếng đây. Mời cả nhà nha. Ăn ổi. Đu đủ rồi, gọt giòn giòn ăn mới ngon. Con không phải là chín. Con cũng gọt giòn giòn. Giòn giòn ngon, khỏi nè. Nó rơm cũng không bị không. Rồi chào cái này. Giao để ghê quá bé. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nhé. Bye bye.